chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Trong thế giới của One Piece, trái ác quỷ là một thứ thuốc kỳ lạ có thể ban cho người ăn chúng những năng lực đặc biệt, những sức mạnh mang đẳng cấp thần thánh. Tuy vậy, bối cảnh của truyện vẫn còn một điểm rất hay, không phải ai sở hữu trái ác quỷ cũng là những người mạnh và không phải ai thiếu sự trợ giúp của thứ trái này cũng là kẻ yếu. Những trái ác quỷ có thể giúp con người có khả năng siêu nhiên như bay, xúc tác với môi trường, tuy nhiên, chỉ có nhược điểm là không thể bơi. Nhưng hôm nay, chúng ta quan tâm một chút tới những nhân vật có thể chiến đấu trên không trung nhé. Vậy thì cùng đến với video top 5 hải tặc biết bay có sức mạnh khủng khiếp nhất trong One Piece nào. Đứng ở vị trí thứ 5, King Hỏa Hoạn. King Hỏa Hoạn là một tay chỉ huy đắc lực mạnh mẽ của bang hải tặc Bách Thú và là một trong bộ ba cánh tay phải đắc lực dưới trướng Tứ Hoàng Kaido cùng với Jack Hạn Hán và Queen Bệnh Dịch. King còn có một đôi cánh to lớn trên lưng, nhưng khác với đôi cánh rơi của Magellan, đôi cánh của King có lông, đặc trưng của loài chim. Và đặc biệt sau đầu của King dường như đang bốc cháy và ngọn lửa này có thể hủy diệt mọi thứ. Chúng ta thấy rằng King như luôn bốc cháy, ngay cả khi hắn biến thành dạng Pteranodon thì cơ thể hắn vẫn được bao quanh bởi ngọn lửa. Nhưng vấn đề ở đây là khủng long Pteranodon không có khả năng phun lửa. Vì vậy trường hợp ngọn lửa của King sẽ không giống như ngọn lửa màu xanh của Marco được bắt nguồn từ một con phượng hoàng, mà ở đây là đến từ chính chủng tộc của hắn ta. Mới đây tác giả tiết lộ King Hỏa Hoạn sở hữu trái ác quỷ doan cổ đại mẫu khủng long bay, giúp hắn có thể bay với đôi cánh rộng và tấn công ở trên cao. Hắn cũng có thể tạo ra các đòn tấn công từ lửa. King thì chúng ta chưa được chứng kiến nhiều về sức mạnh, nhưng với việc là đại ca của Jack Hạn Hán thì chắc hẳn cũng không tầm thường chút nào. Thêm nữa, lại có lịch sử hành tỏi thành công Big Mom khiến nữ tứ hoàng rơi xuống biến mất đi trí nhớ thì thành tích này cũng vô cùng đáng nể. King thì lại sử dụng chủ yếu các đòn tấn công bằng kiếm, với việc là người canh giữ Wano, đất nước của các samurai huyền thoại thì chắc hẳn tài dùng kiếm của hắn vô cùng siêu việt. Vị trí thứ tư, Marco Phượng Hoàng. Marco Phượng Hoàng còn có biệt danh là Marco Đầu Dứa, anh là đội trưởng đội 1 của bang hải tặc Dâu Trắng. Sau cái chết của thuyền trưởng, Marco trở thành người có quyền cao nhất trong bang hải tặc Dâu Trắng. Các thuyền viên trong băng đều nghe theo lệnh của anh khi họ rút quân khỏi Marineford. Marco là một trong những nhân vật rất mạnh ở bộ truyện One Piece, như anh đã chứng thực trong trận chiến. Có thể giao đấu ngang cơ với cả ba đô đốc Kizaru, Aokiji và Akainu. Hơn thế nữa, Marco cũng có thể là thành viên mạnh nhất sau Dâu Trắng trong băng. Chính vì lý do này đã đưa anh trở thành người chỉ huy mới của băng. Marco đã ăn trái Toritori no Mi, hệ doan huyền thoại. Năng lực trái ác quỷ này có thể giúp anh biến hình thành phượng hoàng, tăng sức mạnh thể chất cùng khả năng bay và tấn công trên không trung hiếm hoi. Tuy nhiên, thuộc tính mạnh nhất của trái ác quỷ này chính là khi biến hình sang dạng phượng hoàng với lửa màu xanh. Marco có thể tự chữa lành bất cứ vết thương nào, giống như chim phượng hoàng có thể hồi sinh từ đống tro tàn. Bởi vậy, Marco phục hồi rất nhanh và có thể chịu một loạt đòn tấn công trong dạng phượng hoàng mà không để lại tổn thương nào, ngoài việc mất chút thời gian để tự chữa thương cho bản thân mình. Thứ ba, Shiki. Shiki là một con người luôn bình tĩnh trong mọi tình huống, nắm trong tay mọi thứ và luôn nở một nụ cười kiêu ngạo. Dù có bị một bánh lái găm vào đầu, mất đi nửa hạm đội hay cắt bỏ cả hai chân thì nụ cười đó cũng không hề thay đổi nhiều. Shiki đã ăn trái Fuwa, một trái ác quỷ hệ Paramecia, làm cho bất cứ thứ gì hắn chạm vào sẽ mất đi trọng lực và bay lên, thậm chí cả không gian quanh nó, chỉ trừ những sinh vật sống. Shiki nói rằng cái nào ông đã làm cho nó nổi thì nó sẽ nổi cho đến khi hắn hủy lệnh hoặc khi bị mất đi ý thức. Hắn đã làm cho cả tàu biển, thậm chí cả hòn đảo rộng lớn bay lên như một lời chứng minh. Shiki dường như đã làm chủ được trái ác quỷ này. Hắn thể hiện hàng loạt các kỹ năng phức tạp để thao túng môi trường phi sinh vật xung quanh, thậm chí điều khiển cả những thành phần nhỏ nhất như những mảnh đất vỡ và những bông tuyết tập hợp trở nên to hơn. Kỹ năng đó được sử dụng với nhiều mục đích trong tấn công. Khi tấn công, Shiki thường sử dụng môi trường xung quanh làm vũ khí, biển đất và tuyết thành một con sư tử khổng lồ tấn công đối thủ hoặc sử dụng nước để dìm chết họ. Như đã nêu, năng lực đó không tác dụng lên bất cứ sinh vật sống nào trừ chủ nhân của nó, có nghĩa là Shiki không thể làm cho con người, cây cối, động vật bay lên được. Thứ hai, Big Mom. Big Mom là một trong những tứ hoàng thống trị nửa sau của Grand Line Tân Thế Giới. Big Mom sở hữu trái ác quỷ Soru no Mi. Trái ác quỷ này tới nay mới chỉ thể hiện khi dùng năng lực để rút linh hồn của Moscato hay tạo ra các hóa thân của Big Mom để đi thu thập năng lượng linh hồn, rồi giải những linh hồn này đi khắp đảo. Sau đó, những linh hồn này tìm được nơi yên vị cho mình, tạo thành các homies. Vì đây là năng lực của trái ác quỷ tạo ra, trái ác quỷ này có thể giúp ngắn hoặc rút hết tuổi thọ linh hồn của người bị chi phối. Linh hồn ban cho con người có thể hoạt động, suy nghĩ và hành động một cách độc lập khi nó bị lấy đi. Thì người mất đi linh hồn đó sẽ chết đi, vì vậy người ta mới nói, khi chết đi, linh hồn sẽ sang thế giới bên kia. Có lẽ năng lực này không thực sự có thể tước đoạt tuổi thọ của linh hồn của người bị tước đoạt nếu bình tĩnh, nhưng nếu chỉ có vậy, thì trái ác quỷ này cũng không thực sự quá nguy hiểm khi đối đầu với những kẻ không biết sợ. Vậy phải chăng, thứ sức mạnh này còn khiến kẻ địch phải run sợ bỏ chạy đến khi bị tước đoạt linh hồn? Còn về sức mạnh nền tảng của Big Mom cũng rất mạnh, khi bà ta có thể phá hủy thành phố chỉ với những cú đập bình thường, trái với cơ thể đồ sộ của bà ta. Với một người sở hữu năng lực có thể chi phối những thứ vô tri vô giác cho chúng khả năng hành động và tấn công, thì có lẽ phần này chúng ta cũng chỉ thấy được Big Mom đánh qua loa thay vì dốc hết sức.
Và với chính năng lực trái ác quỷ của mình, Big Mom có thể bay trên người Zeus và Prometheus để cưỡi chúng và chiến đấu trên không. Thứ nhất, Kaido là một tứ hoàng. Kaido nằm trong bốn hải tặc có sức mạnh và quyền lực nhất thế giới. Ông đã đơn độc thách thức và rất nhiều lần bị bắt bởi hải quân và tứ hoàng. Ông đã nhiều lần bị đưa ra xử tử, nhưng không có một ai có thể giết chết được ông cả. Kaido là một hải tặc được biết tới như là sinh vật sống mạnh mẽ nhất. Khi hóa rồng, Kaido còn mạnh mẽ hơn rất nhiều, mạnh tới mức mà chỉ cần hơi thở của ông đã có thể thổi bay cả một tòa thành. Chính vì nguồn sức mạnh kinh khủng này mà có rất nhiều lời đồn đoán về thân phận thực sự của ông. Đầu tiên là sức mạnh châu bò, độ bền điên rồ và làn da bất hoại của Kaido. Mà chúng ta đều biết, rồng là loài sinh vật cực kỳ mạnh mẽ, nó có lớp vảy không thể xuyên thủng được. Cũng như những người dùng trái ác quỷ hệ doan khác, họ có thể biến đổi cơ thể và có được sức mạnh phi thường. Với việc có thể sải cánh bay thì việc chiến đấu trên không trung với Kaido cũng rất dễ dàng. Ngay cả khi trong lúc say rượu, rồng thần Kaido vẫn thể hiện một sức mạnh vô cùng đáng gờm, lợi dụng Luffy để tỉnh cơn say mà không bị hề hấn gì, giống như gãi ngứa cho nó vậy. Các bạn vừa xem xong top 5 hải tặc biết bay có sức mạnh khủng khiếp trong One Piece. Các bạn thích ai nhất hay là mình thiếu ai thì hãy để lại bình luận ở phía dưới cho mình biết nhé. Nhớ nhấn like, subscribe để đẹp trai và xinh gái hơn và tham gia vào đại gia đình Shonen. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.